Sarang saranang gacchami tati chambe buddhang saranang gacchami tati chambe dhammang saranang gacchami tati chambe sanghang saranang gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giới Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giới Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng kính làm lễ Đức Phá Giới Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana gahanang paripunang, pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti ba ta quê ra mani sika ba đăng sa ma di ya mi adina da na quê ra mani sika ba đăng sa ma di ya mi kame sumit cha cha ra quê ra mani sika ba đăng sa ma di ya mi mu sa wa da quê ra mani sika ba đăng sa ma di ya mi sura me ra ya ma cha pa ma ra tha na quê ra mani sika ba đăng sa ma di ya mi. Bà na tí bà a ta quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi a din na da na quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi ka me su mi cha cha ra quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi mút sa wa da Quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi sút ra me ra giáp ma giáp ba ma đa tha na Quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Imani cha sika padani sa dukkhang ka toa apamadena nicchakalang sammarakhi kappang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui.
Sile na sukatin yanti, sile na poka sambada, sile na niputin yanti, kasma silang viso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, sau đây con xin sám hối Phật Pháp Tăng. À. Uttamang ghe na quanh đê hăng ba đáp banh sung quá ru tà măng bụt thê vô ca lý tô đô sô bụt thô ca ma tú tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi cho con. Uttamang ghe na quanh đê hăng đâm mang cha đu quýt thầm quá răng đâm mê vô ca lý tô đô sô đâm mô ca ma tu tăng mà mang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Uttamang ghe na quanh đê hăng sẵn khăn cha đu quýt thô tá măng sẵn khê vô ca lý tô đô sô sẵn khô ca ma tú tăng mà măng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Dạ, chúng con kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Con kính cảm tạ quý đạo hữu đã cùng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ, sau đây con xin gửi mic lại cho Nguyên Cha hay Nguyên Như ạ. À. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Và sa thú, xích quanh phan đã đại diện đạo tràng và thọ trì tâm quy và ngũ giới. Và bây giờ con thấy là đồng hồ còn ông Nguyên Trang thấy bàn tay của Nguyên Như. Chị Nguyên Trang kính mời bàn tay Nguyên Như nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con như con xin kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm. Và con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Và con xin kính chào toàn thể bảo đạo tràng. Và con thấy Pháp Sư đã vô rồi. Thôi hôm nay mình học sớm trước 2 phút ha quý vị. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Brahmacaloka Thipati sahampati katan chali an thiwarang ayajatha
santi thasantam parajang kajatika dese tu thammang anukam bimang bajang santham ma phê rinh quỷ nhà dân cha ca dân sùa tân cha bần thân a phi thầm ma chăm măng a cô ta dân tô cha tu sân cha đần đăng ba bố tha này dê ba rì xa và mạnh chê ê quăng xa hâm ba ti brahma pha ga quăng tăng a ya cha tha tuân hi phà quê na tăng bố thô ca ruôn nhê na thi hoa sa ya tan ha gu tha ya ba na mi ga da yang ta tu ga tu ban cha wang ya da yo nai ye a mang ba ye si tham ma tu ta tu ba phu ti sam bu tu anu na tham ma de sa nang ma ka wasani de se si san ta nang an tha sin tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang sam ba yi tha pa ri sa ya Anukambambikata Vue. Nắc mô Bích Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Săng Khà Giá. Dạ con xin kính thỉnh Sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử âm thanh trước khi mà Nguyên Trang hoặc là Hà có thể đọc chánh kinh của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mít lại cho Sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thật kính lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay cũng may là biết sao cái đường truyền nó cũng tạm ổn. Và bây giờ xin cô Trang hoặc cô Hà Quang Hỷ đọc phần chánh kinh bài thứ 47. Và sau đó sư xin chia sẻ giảng giải thêm. Mời các cô, Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc phần chánh kinh bài Ngạ Quỷ Sự bài thứ 47. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Chuyện cắt trái xoài. Âm bá. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại qua Sa Quá Thí. Ở Sa Quá Thí có một gia chủ đã khách kiệt tài sản. Khi vợ từ trần, vị ấy để con gái duy nhất lại cho một người bạn, rồi vay một số tiền, mua hàng hóa lên đến 100 đồng, Kha Ha Bá Ná, và đi buôn bán theo một đoàn lữ hành. Chẳng bao lâu, vị ấy trở lại kinh thành và kiếm thêm 500 đồng nữa. Sau đó, vị ấy đi về nhà, nhưng liền bị bọn cướp tấn công. Các thương nhân chạy trốn đâu đó, còn gia chủ này ném các đồng tiền vào bụi cây rồi ẩn mình. Tuy nhiên, bọn đạo tặc kia tìm ra vị ấy và giết đi. Do lòng tham luyến của cải,
vị ấy tái sanh làm một ngạ quỷ ngay tại chỗ kia. Cô con gái nhớ đến người cha quá cố, liền cúng cháo gạo trong một cái bình bằng đồng và một số trái xoài dâng Đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài nhận lễ vật, nhưng thể do cha nàng cúng vậy. Từ đó, ngạ quỷ kia hưởng thọ một lâu đài mỹ lệ. Về sau, đám thương nhân ấy lại du hành và dừng chân ban đêm ngay đúng chỗ kia. Trông thấy vị ấy, thần liền hỏi: Hồ sen, Ngài có diệu kỳ thay, bước bến nước làm ta phải đắm say. Bờ thật phẳng lì nhiều nước mát, trang hòa hoa đủ loại như vậy. Một bầy ông điểm tô đây đó, sao Ngài lại cảnh mỹ hồ này? Đây Ngài lại có một vườn xoài, tuyệt mỹ và sinh quả một thời, vườn được trang hòa hoa nở rộ. Bầy ông điểm xuyến khắp nơi nơi, làm sao Ngài được lâu đài ấy? Xin nói cho ta biết hỡi Ngài. Quỷ thần: Con gái, ta làm lễ cúng dâng cháo hoa xoài chín nước trong ngần, chính vì việc ấy nên ta được hưởng bóng cây êm mát tuyệt trần. Sau đó, vị quỷ thần đưa cho họ 500 đồng tiền cá ha bá ná ấy và bảo: Hãy lấy một nửa số tiền đây, và sau khi giải thích phần tiền kiếm được này của tôi, hãy giao nó cho con gái tôi rồi dặn: Hãy sống cho đầy đủ sung sướng. Đúng thời, đám thương nhân trở lại Sa Quá Thí, kể chuyện này với cô gái ấy, rồi đặt vào tay nàng đầy đủ số tiền mà cha nàng đã cho nàng. Nàng bèn đưa số tiền ấy giao cho cha nuôi, nhưng ông trả hết cho nàng và bạn: Số tiền này không thuộc về ai cả trừ con. Rồi ông cưới nàng về làm vợ người con trai trưởng của ông. Theo thời gian, nàng sinh được một trai và nàng thường hát ru con với bài ca này: Nhìn phước báo ngay ở cõi trần, do dân lễ vật tự điều thân. Xưa ta tùy nữ nhà danh giá, nay được làm do nữ chủ nhân. Rồi một hôm, bậc đạo sư nhận xét nàng đã thuần thục trong tri thức, liền phóng một hình ảnh đầy đủ hào quang ngay trước mặt nàng và xuất hiện toàn thân. Vào dịp này, Ngài ngâm vần kệ: Các bậc chánh nhân thường nhiếp phục những điều bất lạc bằng hân hoan, những điều thù oán bằng từ ái, nhiếp phục khổ đau với an lạc. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, và sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính tri ân sư, dạ kính cảm ơn đạo tràng, dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ cảm ơn cô Trang rất nhiều đã đọc phần chánh kinh. Thì cái tích truyện này đó, sư hãy thống lại để quý vị nắm rõ hơn. Là có một cái vị thương nhân, vị này làm cái nghề kinh doanh buôn bán, mua hàng ở chỗ này rồi đem đến cái chỗ khác bán. Nhưng mà chẳng may người vợ qua đời, rồi gia tài khánh kiệt. Cho nên là cái ông lái buôn này đó, ông mới đem cái người con gái của mình gửi ở nhà người bạn, người bạn thân, và mượn cái vị này 100 đồng. Sau khi mượn cái người bạn 100 đồng rồi thì chúng ta mua một số hàng hóa để đi đến một cái kinh thành để buôn bán. Sau khi bán xong đó, thì với cái số tiền lời và cái số vốn là được 500 đồng. Đó, thì trên đường đi về thì ông ta gặp một bọn cướp. Ông ta mới liền giấu quăng cái bọc tiền
vô một cái bụi rậm. À, rồi ông ta chạy trốn, nhưng mà bọn cướp nó bắt ông ta được và nó giết chết. Vì cái tâm luyến ái với cái số tiền cực khổ mà mình đã tạo ra, à, và cái món nợ của người bạn đó, cái tâm nó còn quyến luyến. Cho nên ông ta bị tái sanh làm ngạ quỷ để ở, để giữ giữ cái số tiền 500 đồng đó. Thì cái người con gái á, là khi mà ở cái nhà của người bạn thì ông này là cũng cái người giàu có, cho nên là cô ta ở đó thì một thời gian cũng làm việc như những cái người mà đầy tớ ở trong gia đình. Một hôm thì cái cô này cô mới nghe tin là cha mình chết rồi. Thì cô ta muốn tạo phước để hồi hướng đến cho cha mình. Cô ta dâng cúng cháo, xoài, nước uống, nước rửa tay. Rồi khi mà thấy Đức Thế Tôn tỏ ý ngồi xuống để mà thọ dụng cháo, thì cô ta đã lấy một có mang theo một tấm vải sạch trải làm cái tọa cụ để dâng đến Đức Phật. Và Đức Phật đã dùng cái tọa cụ này, sau khi ngồi xuống, Đức Phật thọ dụng cháo và rồi xoài và hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc của cô này. Thì cô này hồi hướng phước đến cho cha của mình. Thì đang là một cái ngạ quỷ khổ đau, thì cái chúng sanh này đó được cái phước của con mình hồi hướng, cho nên là trở thành một cái ngạ quỷ, nhưng mà có một cái đời sống sung sướng, có được chỗ trú ngụ, rồi có hồ sen, có một cái vườn xoài, có đầy đủ những cái phước báo. Thì một hôm là có một cái đoàn thương buôn, họ cũng đi đến chỗ đó, họ dừng chân, họ nghỉ lại. Thì cái bị ngạ quỷ này mới cho họ thấy, nói chuyện và nhờ họ đem tiền về để trả nợ cho người bạn của mình. Và phần còn lại thì giao cho đứa con gái của mình. Thì sau khi mà đoàn thương buôn trở lại nói câu chuyện đó, thì cô con gái mới đem cái số tiền đem trả cho cái ông bá hộ. Nhưng mà cái ông này đó là cho cô ta hết cái khoản tiền đó và nhận cô ta làm dâu, gả cô ta cho người con trai trưởng của mình. Nhờ có một cái niềm tin, cô này đã tiếp tục tạo những cái phước báo. Rồi đến khi mà cái duyên đầy đủ thì cô ta đã được Đức Thế Tôn tế độ an trú cho cô ta vào sơ đạo sơ quả, đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm phước thì chúng ta phải hướng tâm đến những cái thân bằng quyến thuộc quá vãng. Đức Phật và chư tăng là chỉ là cái mảnh ruộng, thửa ruộng mở để cho hàng cư sĩ gieo trồng. Thì khi mà cái quả, cái phước, cái quả nó đến thì chính quý vị phải hồi hướng, hướng đến những cái thân bằng quyến thuộc của quý vị, thì cái người đó sẽ được hưởng. Có nhiều khi có những người không biết thì cứ nói là nhờ kính thỉnh chư tăng, nhờ chư tăng hồi hướng, nhờ chư tăng tụng kinh cầu siêu. Chứ thật ra đó, nếu mà chính quý vị hồi hướng thì thân bằng quyến thuộc đó, họ
sẽ dễ dàng họ nhận được. À, mấy sư chỉ là cái người trung gian, chứ mấy sư không thể hồi chia phước là hồi hướng đến thân bằng của quý vị được. À, vì á, mỗi chúng sanh khi mà gặp nhau nó có nhân, có duyên. À, có nhiều khi những thân bằng quyến thuộc của quý vị mà còn tại tiền nữa. Những cái vị này không có duyên á, thì quý vị biểu nhờ mấy sư tế độ giảng dạy, nhưng mà không có duyên thì mấy sư cũng chịu thua, không có nói được. À, mà đôi khi á, mình hiểu biết Phật pháp, mình nói thì có thể thân bằng quyến thuộc mình á, là chịu nghe. Tại vì sao? Có cái duyên với nhau. À, còn mà không có duyên thì tôi chịu. À, thành ra đó, nó có những cái nó rất là lạ do cái duyên cái nghiệp với nhau. Thì ở đây thì có cái chú Phật tử này đó, có người cha đi làm, rồi ông ta làm thì ông ta nghỉ lại ở cái chỗ của mình làm luôn. Thì bữa đó ông ta bị đột quỵ, ông ta mất. Rồi sau khi mà tới sáng đó thì cái người chủ cái cơ sở đó mới tới đó, thì thấy ông ta đã chết rồi, cho nên là đem vô bệnh viện. Nhưng mà đem vô bệnh viện là để tránh tiếng, tại vì cái cơ sở mà nếu mà để có người chết người ta đồn lên thì khó làm ăn. À, khi mà đem vô bệnh viện rồi mới cho gia đình hay thì đem về làm lễ mai táng, thì cũng có thỉnh chư tăng. Lúc đó sư đang ở trên Bình Long, chùa Thứ Minh Tăng, thì cũng có thỉnh chư tăng đến nhà để làm lễ tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà đó, cái bà nấu bếp cứ khoảng chừng xê sầm sẩm tối, tức là khoảng 4-5 giờ chiều, 5-6 giờ chiều, là bà cứ thấy ông này bị gì. Hồi đó ông này không chết, ông văng vẳng ngủ ngay đó. À, cứ hả mà chiều xế bà dọn dẹp, bà sắp sửa, bà đóng cửa đi về, là thấy ông này văng vẳng nằm đó ngủ. Cho nên bà sợ quá, bà mới nói với ông chủ, bà nói bây giờ phải làm sao chứ, mà bà ông này cứ cho bà thấy hoài, bà sợ, bà nghĩ bà không làm nữa. Thành ra cái ông chủ mới nói với cái cậu con trai, cái chú này chú mới vô chùa, chú nói bây giờ ông đó nhờ mấy sư xuống tụng kinh, đem ba con về chùa dùm. Rồi sư mới nói là ngày mai đi xuống dưới, chú Tú đem cái lư hương với cái hình của chú ba đó đem xuống. Rồi sau khi mà mấy sư tụng kinh vừa xong đó, thì chú phải nói, chú nói, bà ơi, ba bây giờ ba đã mất rồi, thôi bây giờ là ba theo mấy sư về chùa đi, rồi đem cái lư hương với cái hình đó đem về gửi trong chùa. Đó, có đôi lúc đó là chính thân bạn quyến thuộc nói mới được, chứ còn mấy sư tụng kinh đó để hỗ trợ thôi. Nhưng mà vì á, cái chúng sanh nó có duyên nghiệp, nó luyến ái nhau. Có khi mấy sư nói họ nghe, nhưng mà thân bằng quyến thuộc trong gia đình nói mà họ nghe, thì sau bữa đó là ổng không còn văng vọng sầm sẩm tối, chiều ổng hết văng vọng ngay chỗ đó. Thì cái ông chủ cơ sở đó, ổng thấy vậy á, ổng mới nói với chú Tú là giờ thỉnh mấy sư xuống tụng kinh giùm nha, chỗ cái miễu. Cái chỗ này là hồi thời mà năm Mậu Thân 68-69 á, thì ngay chỗ này là có rất nhiều cái người mà chạy loạn rồi bị chết ngay chỗ đó.
Cho nên là ông chủ cái miếng đất này là ông sợ, ông mới làm cái miếu. Ông nhờ mấy sư xuống tụng kinh rồi rước mấy người này về chùa không. Nhưng mà quý vị biết không, mấy sư cũng xuống tụng kinh, nhưng mà tối lại á là nó nhập vô một cái người ở gần đó. Nó nói là cái chỗ này của tôi ở hồi đó tới giờ rồi, mà tôi không có đi đâu hết á. À, thấy không, họ có đôi lúc họ còn chấp thủ, họ chưa có gặp được cái người để mà họ nói giải thích cho họ hiểu. À đó, khi mà người ta biết thì có thể người ta đi, nhưng mà người ta không biết, ta chấp thủ hay cái đó rồi á thì họ không có chịu đi. Cho nên là mặc dù á là mình cầu siêu, à mình cầu siêu đó, nhưng mà có khi á nhân duyên người ta hiểu biết thì người ta đi tái sanh đến cảnh giới khác. Còn người ta không có cái tâm mê mờ si mê chấp thủ nặng quá thì họ không có siêu, họ cứ bám giữ ở đó. Thành ra trong cái đời tu tập á, sư cũng có nhiều lần, quý vị biết là hồi lúc mà ở chùa Bù Đức á, ngay cái cua đó nó chạy xe nó tông nhau chết hoài à. Đó, rồi mấy người ở gần mấy cái nhà mà gần ngay chỗ cái cua quẹo đó, họ gọi là cua tử thần. Họ gọi là cua tử thần. Rồi họ thỉnh mấy sư lại ngay cái chỗ đó để tụng kinh, à, để dựng cái miễu, à, để cầu cho bớt cái tai nạn. Thì bây giờ á, thì người ta nhờ thì mình phải làm, mình làm cái bổn phận của mình thôi. Chứ còn sự thật ra đó, ngay đó cái cua nó rất là nguy hiểm. À, nếu mà chạy xe mà tới chỗ đó không giảm tốc độ, à, không cẩn thận thì nó tông nhau. Tại vì ai cũng nhắm mắt nhắm mũi chạy. Rồi bây giờ mà kêu mấy sư lại tụng kinh đặng cho nó hết tai nạn thì sao mà hết được. Đúng không? Nhưng mà bây giờ á, nếu mà người ta thỉnh ta nhờ mình mà mình không đi tụng á thì nói à mãn sư này chắc là à mình cúng đồ kia à, vật dụng rồi ít quá ra mới ổng đi à, này kia. Nhưng mà thôi cũng làm theo cái khả năng, cái điều kiện của mình. Còn vấn đề mà nó hết không hết á thì cái đó là của những cái người họ lái xe. À, nó nhậu say xỉn rồi tới ngay cái cua quẹo đó nó không chịu giảm ga, nó không chịu coi trước coi sau, rồi hai bên nó tông nhau. Bây giờ mình làm sao mình đứng đó mình đỡ hay mình làm mình ngăn cản được nghiệp quả của chúng sanh mà. À, thành ra đó có khi nếu thuận duyên thì cũng có khi những chúng sanh hưởng phước được. À, tái sanh về những cảnh giới khác à, thì nó siêu. Còn à, những chúng sanh mà nó quá chấp thủ, à, si mê, à, nó quá nặng à, thì bây giờ dù cho các vị thánh băng có đến mà cầu siêu nó cũng không siêu được. Đó, thành ra chúng ta làm à, là vì cái niềm tin, và quý vị làm là chính bản thân quý vị có phước. À, còn hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc mình thì những người này nó cũng phải có duyên, à, cũng phải có điều kiện nào đó thì họ mới nhận được. À, thì họ khi mà nhận được thì họ thoát khỏi sự khổ đau, à, có thể giảm thiểu những cái khổ đau ở trong cảnh giới đó, hoặc là nếu mà cái phước nó mạnh hơn thì có thể họ tái sanh về những cái cảnh giới tốt đẹp an vui. À, nhưng mà quý vị thấy rằng ấy, cái cô này cổ làm là chính bản thân cổ cũng có phước. À, nhờ cái niềm tin, nhờ tinh tấn trong cái thực hành các cái thiện sự và những cái phước báo, những cái ba la mật, những cái phước báo của cô đã tạo trữ đầy đủ, cho nên á là cô ta đã đạt đến là thánh hữu học. À, thì quý vị thấy rằng à, chúng ta làm
và chúng ta hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của mình. À, khi mà mình làm là bản thân mình nó có hưởng được cái phước báo trước, rồi nhờ cái phước báo này đó mình mới hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc. À, nếu mà thân bằng quyến thuộc mình có hữu duyên, có những cái duyên lành đầy đủ thì người ta sẽ thoát khỏi những cái cảnh giới khổ đau. Ở đó mà sư trong những cuộc lễ thì sư cũng hay nhắc tất cả quý Phật tử là chỗ đó đó. Chính quý vị mới chỉ tụng kinh phúc chúc để hỗ trợ mấy sư trùng tuyên lại cái lời dạy của Đức Phật về những cái sự thực hành để đem đến một cái đời sống an lạc. Nhưng mà chính quý vị á, quý vị hiểu biết rồi làm những cái công việc, những cái thiện sự, gieo trồng những cái nhân lành, do đó mà cái phước nó trổ sanh. Có phước rồi quý vị hồi hướng đến chính thân bằng quyến thuộc của mình á, thì thân bằng quyến thuộc của mình sẽ dễ dàng nhận hơn. Chứ còn quý vị mà đưa cho sư một cái danh sách rồi nhờ mấy sư cầu an, cầu siêu thì mấy sư cũng làm, làm hết cái chức năng, cái bổn phận của mình. Nhưng mà có an hay là không an là do quý vị phải thực hành, phải sửa đổi. Nếu còn mà bây giờ mà mấy sư 10 vị sư, 100 vị sư tụng cầu an mà quý vị không sửa đổi, khư khư chấp thủ thì làm sao mà quý vị tiến bộ, quý vị an ổn được, phải không? Rồi bây giờ cầu siêu nhưng mà những chúng sanh nó mê lầm, rồi nghiệp sâu dày, không có nhận được cái sự hồi hướng phước báo, thì làm sao mà siêu? Đó, thành ra đó, ở đây thì sư cũng giải thích để quý vị thấy. Cho nên đó, là quý vị đừng có nghĩ chư tăng giống như là ở bên đảo Bà La Môn là một cái nhân vật trung gian để mà khấn vái rồi cầu siêu rồi cho thân bằng quyến thuộc mình, mà chính quý vị phải làm, quý vị phải tạo phước rồi quý vị hồi hướng. Còn mấy sư là chỉ làm cái nhiệm vụ hỗ trợ để cái phước báo quý vị nó trổ sanh. Chứ quý vị đừng có giao khó hết cho mấy sư, thì có đôi lúc đó là cái phước báo mình nó không có như ý muốn, không? Thành ra sư giải thích để quý vị hiểu biết, để đem đến lợi ích cho bản thân và cũng như thân bằng quyến thuộc, những người còn hiện tiền hoặc là những thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp sẽ được thọ nhận cái phước báo của các thí chủ hồi hướng. Thì với phước báo này thì cũng cầu mong chư công đức khắp thể càng ngang, kính chúc quý Phật tử cũng nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, và cầu mong cho tất cả chúng sanh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài cái buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và con chào đạo tràng. Dạ thưa sư Pháp Thanh, con có câu hỏi là con có nghe nói rằng là một thân nhân của mình á, nếu như có thọ tam quy và ngũ giới thì cái sự hồi hướng phước báo nó dễ dàng thành tựu hơn. Con không biết là có đúng không ạ? Con chỉ nghe thôi, con muốn hỏi sư cho nó chắc. Dạ, con kính tri ân ngài sư. Con xin chào mít lại.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, thân bằng quyến thuộc mình á, miễn là những cái vị đó đó họ đang hướng về mình, thì họ sẽ nhận được. Mà nếu mà những cái người này đó mà họ có cái quy tam bảo rồi đó thì càng tốt. Tại vì cái khi mà mình có cái sự quy hướng về tam bảo rồi đó, thì mình cũng có một cái chỗ nương, cái chỗ để mình nương tựa. Thấy không? Người ta nói là đồng thinh thì tương ứng, tức là những cái người này đó họ phải hướng về thân bằng quyến thuộc của mình, họ chờ cầu mong thân bằng quyến thuộc mình làm phước rồi họ hướng cho mình họ mới nhận đó. Giống như bây giờ đó, cái đài á nó phát sóng, thấy không? Cái đài nó phát sóng mà bây giờ cái máy á, mà nó, cái máy thu thanh hay là thu hình á, mà nó không hướng về đúng cái kênh đó, cái làn sóng đó, cái tần số đó, thì cái âm thanh hình ảnh nó không có hiện khởi được đó. Thành ra đó quý vị giống như là cái đài phát sóng ở bên kia đó, giống như cái thu thanh hay là cái thu hình, hai cái này á nó phải tương ứng với nhau, nó hợp với nhau thì bắt đầu nó sẽ thành tựu. Còn cái vấn đề mà thí dụ bên kia mà cái máy bên kia nó tốt, máy bên kia nó mạnh thì cái âm thanh nó rõ chút. Còn nếu mà bên kia đó, cái máy bên kia đó là nó không có tốt, nó không cao cấp, thì nó vẫn có âm thanh nhưng mà nó hơi rè, hay là hình ảnh nó không có rõ một chút. Thành ra cái vấn đề mà có quy y tam bảo hay không á, là nó không quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là bên kia đó, cái chúng sanh á, thân bằng quyến thuộc đó, họ có hướng về mình không, có cầu mong mình chia phước cho họ không đó, thì họ mới nhận được. Giống như bây giờ á, quý vị làm có tiền, quý vị muốn giúp đỡ cho cái người thân bằng quyến thuộc của mình còn sống nè. Nhưng mà cái người này á, họ có cái ý chí tự lập, mà họ không muốn nhờ giả ai hết, nên có nhiều khi quý vị lại giúp đỡ cho họ nhưng mà họ đâu có nhận. Nha? Đó, mình có tiền, mình muốn giúp đỡ họ, nhưng mà họ có muốn nhận hay không muốn nhận là cái điều quan trọng. Chứ đâu phải mình giúp mà họ ai cơ họ cũng nhận đâu. Có những người, người ta có cái lòng tự trọng, người ta muốn tự lập tự lấy, chứ người ta không muốn nhờ giả người khác. Quý vị giúp họ nhưng mà họ không nhận đó. Thành ra đó, mình làm là cái bổn phận của mình, mình hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, thì những chúng sanh nào có cái tâm hướng đến để nhận thì người ta sẽ nhận được. Còn những chúng sanh nào do cái duyên nghiệp của họ, hay là họ do sự chấp thủ, họ không nhận thì thôi. Cái phước của quý vị cũng vẫn còn, chứ không phải quý vị hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc mà rồi cái phước nó tổn giảm. Đó, thành ra đó, chúng ta làm tạo những cái nhân lành, những cái thiện sự, những cái phước báo rồi chúng ta hồi hướng. Còn thân bằng quyến thuộc, nếu mà những chúng sanh có thiện nghiệp tốt đẹp thì cái sự an ổn của họ tăng trưởng thêm. Còn nếu mà những chúng sanh mà do những cái phiền não sâu dài, họ không có duyên để mà họ nhận, họ không hướng đến những cái phước lành, thì thôi đó.
mình làm tròn cái trách nhiệm của mình thôi. Còn những người nào họ họ nhận được không nhận được thì cái đó là cái tự mỗi người. Thành ra chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta ráng cố gắng nỗ lực để chúng ta tạo thật nhiều cái thiện sự, những cái chủng tử tốt đẹp, những cái nhân lành cho bản thân mình và hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà những chúng hữu duyên, những người nào họ hướng đến, họ cầu mong thì họ sẽ nhận được. Và xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Pháp Thanh, con kính lễ sư Thanh Tam, con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, thường thường chúng con làm việc thiện thì chúng con có được ba phước, một là phước vật, phước đức và phước trí. Và mà thường thường con nghe hồi hướng, toàn là hồi hướng, đa số là hồi hướng phước vật không hả? Vậy con xin hỏi sư, mình có thể hồi hướng phước đức và phước trí cho những người quá cố vãng không vậy? Thường thường tại vì dạo này thì con khi mà con hồi hướng xong thì con có nguyện là xin nhận lấy quả phước báo này, được tăng bồi trí tuệ, trí đức, trí thức và trí nhớ. Vậy mà câu hỏi con là mình có thể hồi hướng phước đức và phước trí cho những vị ấy không? Dạ. Và những vị ấy nhận được phước đức và phước trí hay không? Dạ. Đó là câu hỏi của con. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Trong đời sống khi mà chúng ta thực hành á, nó có những cái phước, phước vật, phước đức và phước trí. Cái phước vật á thì nó thô, nó chỉ sử dụng ở trong cái thế gian mà thôi. Còn cái phước đức và phước trí đó, thì tự mỗi người phải thực hành. Thấy không? Bây giờ á, chú thực hành giữ giới thì chú được an ổn, chú được cái về cái phước đức. Chú hồi hướng bên kia, nhưng mà bên kia người ta không có giữ giới, sao người ta hưởng được? Thấy không? Cái trí tuệ đó, cái kiến thức này á, tự mỗi người phải dùng bồi. Thấy không? Bây giờ cha mẹ thương con, muốn con mình học hành giỏi giang, cha mẹ chỉ tạo điều kiện thôi. Biết chỗ nào có những thầy cô dạy giỏi, những cái gì, cái phương tiện nào á, tạo điều kiện cho con mình nó học tốt, cha mẹ chỉ tạo những cái điều kiện về vật chất. Cái trí tuệ của người con nó phát triển được không là nhờ cái sự nỗ lực của nó. Bây giờ cha mẹ thầy cô rao truyền mà nó lười biếng, nó không chịu mở mang kiến thức, nó thụ động. Rồi bây giờ cha mẹ là thầy cô đâu có thể nào mà tạo được cái hiểu biết, cái kiến thức ở trong cái tâm của nó, cái trí tuệ của nó được. Thấy không? Cho nên á, chúng ta chỉ hồi hướng được cái phước vật mà thôi. Chứ còn cái phước đức và cái phước trí này nè, chúng ta không có thể chia ai được hết. Bây giờ á, sư ráng nỗ lực tu tập, sư ráng nỗ lực phát triển, thì cái phước đó sư có. Chứ bây giờ sư không thể chia
chia cho thân bằng quyến thuộc của sư được. Thấy không? Nếu mà chia được đó, thì Đức Thế Tôn đã chia hết cho dòng họ sắc cái giá rồi. Thấy không? Thân bằng quyến thuộc của Ngài rồi. Đó. Nhưng mà đó, trong dòng sắc giá cũng nhiều người cũng phải rơi vào cảnh khổ. Đề Bà Đạt Đa cũng phải rơi vào địa ngục vô gián. Đó. Thành ra đó, cái phước đức và cái phước trí này đó, tự mỗi người phải nỗ lực, phải dung bồi. Chứ mình không chia ai nữa. Không? Bây giờ á, giáo pháp do Đức Phật để lại, Đức Phật đã tìm ra được cái giáo pháp này đưa đến cái sự giải thoát. Chư Tăng là những người thực hành và những người trùng tuyên gìn giữ chỉ dạy lại cho mỗi chúng sanh. À, những chúng sanh nào hữu duyên, có niềm tin thì cố gắng nỗ lực tu hành thì sẽ đạt được. Chứ còn cái đạo quả không có ban phát được. Cái đạo quả không có chia cho ai được hết, không có hồi hướng cho ai được hết. Không? Bây giờ cái cô này á, trong cái câu chuyện này nè, cô này cố làm phước, cố hồi hướng cho ổng về cơm, về cháo, nước, nói ra được. Nhưng mà khi mà cô ta đạt cái thánh đạo Tu Đà Quần á, cô ta đâu chia cho ổng được. Ổng may mắn nửa là ngạ quỷ, nửa được cái phước để hưởng. À. Chứ còn ông ta không có thể mà hưởng được cái phước đức nhờ sự tu tập của cái cô này được. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. À, chúng ta chỉ tạo điều kiện. Còn cái phước đức á, phước trí á, thì mỗi người phải cố gắng nỗ lực để mà dung bồi thì mới hưởng. À, chứ còn cái kiến thức với cái sự mà dình tu tập về cái giới thì mỗi người phải thực hành. À, mình chỉ hướng dẫn, sách tấn, nhắc nhở, giúp đỡ người khác. Chứ còn mình không thể mà mình nhờ mình giữ giới rồi mình chia phước thì không được. À, nhờ mình học rồi mình chia phước cho họ để người ta họ hiểu biết không được. À, mình chỉ dẫn cho họ rồi họ phải cố gắng nỗ lực tìm tòi, học hỏi, rồi qua cái thực hành để đạt được cái hiểu biết, cái kinh nghiệm thực tế. À, thì cũng xin giải đáp với cái thắc mắc của chú Cần Sự Nam và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con Quanh Phan, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thành. Dạ, kính sư cho con xin hỏi, khi mà mình hồi hướng đến cho của quyền thất tổ của mình và hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc là chung hết hay là khác nhau vậy thưa sư? Dạ, con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Khi mà quý vị hồi hướng thì quý vị hồi hướng đến những cái thân bằng quyến thuộc ở kiếp hiện tại này, rồi đến những cái thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì cái thế gian mình nói là cửu quyền thất tổ, là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp vậy đó. Tại vì những cái chúng sanh mà cái duyên nghiệp mà nó gần nhất, rồi tới những cái người ở xa, thì trong cái chính vì những cái cộng nghiệp với nhau mà chúng ta gặp nhau ở trong cái đời sống hiện tại này. Rồi những chúng sanh mà trong quá khứ thì nó cũng có liên đới,
nó cũng có liên đới, nó cũng có sự liên hệ với nhau, nhưng mà nó cũng hơi xa rồi, thấy không? Thành ra quý vị thấy không, nó có cái quá khứ vừa qua, tức là cái âm thanh mà sư nói rồi đó, mà đến tai quý vị nghe được đó, nó đã là quá khứ rồi. Nhưng mà cái quá khứ này gần, nó vừa qua. Tại sao? Tại vì từ ở cái cốc của sư nè mà đi đến quý vị nó cũng một cái thời gian rất xa. Cái âm thanh này nó phải trải qua nhiều cái công đoạn, mất mấy giây thì quý vị mới nghe được. Nhưng mà cái này đó, quý vị nghe là hiện tại, nhưng mà tính từ cái sát na mà sư đang nói đến chỗ quý vị là nó đã là quá khứ rồi, à, còn cái quá khứ mới vừa qua, rồi cái quá khứ nó đã qua lâu rồi. Thí dụ như hiện giờ là nó vừa qua, nhưng mà từ hồi sáng, từ ngày hôm qua là nó đã xa dữ lắm rồi, không? Đó, thành ra thì mình làm, mình cứ hồi hướng đến những cái người mà ngay trong kiếp hiện tại này, rồi đến những cái chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, gần xa vậy đó, từ từ hồi hướng chung hết. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Anh Phan, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Dạ kính thưa đạo tràng, bây giờ là 10:17 và dạ, còn có vị nào có những cái thắc mắc và những câu hỏi nữa hay không? Chị Hồng Nhung còn có câu hỏi nào không chị? Hà Anh Mỹ, anh Lý, còn Văn Phan, còn ai có không? Hay là anh Giang Nhất Hạ, anh còn câu hỏi nào không? Thì có thể đánh lên cho Nguyên Như đọc lên câu hỏi, hoặc là quý vị có thể giơ tay. Dạ, em cảm ơn chị Nhung, sa thú chị. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn anh Phan. Cảm ơn Minh Trang, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con có một cái thắc mắc nhỏ xíu xíu trong bài học như vậy ạ. Theo như bài chánh kinh á, thì cái vị ngạ quỷ đó có nhờ một cái đoàn thương buôn nó chuyển 500 đồng tiền về cho con gái. Rồi cái con gái cũng không sử dụng, con gái thì chuyển cho cái người chủ của cái đồng tiền đó. Thì ý của con là cái điều này mình được hiểu như thế nào giữa đồng tiền ở dưới, tổng đồng tiền ở phía bên kia và đồng tiền của thế mình trong cái đó mình sử dụng được hả? Thưa sư, con không hiểu cái chi tiết này ạ. Con xin sư hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Cái đồng tiền mà người cha ổng mượn của các ông bá hộ người bạn á, ổng gửi lại đứa con gái ở đó. Rồi sau đó đó thì vì cái số tiền mà ổng bán buôn được đó,
Hồi đó ông mượn kia 100, ông ấy mua hàng quá, ông đem đi ông bán. Ông bán được vừa vốn vừa lời thì được 500. À, ông tính về đó, ông trả nợ cho người bạn 100, và còn lại 400 là ông ta sẽ sử dụng và ông ta làm vốn để kinh doanh buôn bán. Nhưng mà chưa có kịp về đến thì giữa đường ông ta đã bị bọn cướp nó chặn đường. Cho nên ông ta quăng cái bọc tiền vô một cái bụi rậm, ông ta chạy đi. Thì bọn cướp nó đuổi theo, nó tưởng là ông ta còn giữ tiền giết để nó đọt. Nhưng mà ông ta đã quăng cái bọc tiền vô trong bụi rậm rồi. Thì với cái tâm mà chấp thủ luyến ái với cái tài sản của mình á, thì ông ta thành ngạ quỷ, ông ta giữ cái bọc tiền đó. Rồi sau khi mà ông ta có phước rồi đó, nhưng mà ông ta đâu bây giờ là ngạ quỷ, ông ta đâu có xách cái bọc tiền đi được. Cho nên mấy ông ta mới nói chuyện với đoàn thương buôn. Ông ta cho cái đoàn thương buôn này phân nửa, tức là cho cái đoàn thương buôn á 250. Còn 250 ông ta nhờ mấy người này đó đem về đưa cho con gái ông ta dùng, để nhờ con ông trả nợ. Chứ để không thôi, ông ta mượn mà ông ta không trả thì ông ta mắc nợ. Đó. Nợ bây giờ mà không trả thì trong vòng sanh tử luân hồi mai gặp lại cũng phải trả. Cho nên là ông ta mới nhờ là đưa 250 đem về cho con gái mình. Rồi con gái mình đem trả nợ cho ông bá hộ 100, còn lại cô ta phần 150. Nhưng mà cô này á, cô nghĩ là hồi đó giờ mấy năm nay á, là mình ở đây mình ăn uống nhờ sự bảo bọc của ông bá hộ, cho nên cô mới đem nó cũng trả hết cho ông bá hộ. Nhưng mà ông này á, ông thấy cô này cũng tốt đẹp, không có ấy, cho nên ông ta nhận cô này làm dâu. Đó, thành ra cái tiền này là cái tiền của thế gian. Cô đừng nghĩ đây là cái tiền của ngạ quỷ. Không có đâu. Tiền hồi xưa thì người ta chưa có sử dụng bằng giấy. Người ta sử dụng bằng những cái kim loại có giá trị, ví dụ như là vàng hoặc là bạc. Người ta đúc thành những cái đồng tiền theo cái quy ước, cái định chế với nhau. Ví dụ như là một chỉ hay là một lượng gì đó, thì theo cái điều kiện, cái thời xã hội hồi xa xưa đó, thì cái tiền này là tiền của thế gian chứ không phải tiền của ngạ quỷ trong cái cảnh giới đó. Cô hiểu là như vậy đó. Cho nên là chúng ta khi mà thực hành những cái hạnh buông xả thì nó có lợi làm cái tâm của chúng ta an nhàn. Còn nếu mà cái tâm của chúng ta còn bám níu quyến luyến về thân bằng quyến thuộc, quyến luyến về tài sản, quyến luyến về bám níu bất cứ vào một cái điều gì, nó cũng là khổ đau ngay trong hiện tại. Và nếu mà trong cái giây phút mà chúng ta cái cận tử nghiệp nó đến, cái thọ mạng chấm dứt, mà chúng ta còn bám níu vào những cái tài sản, những thân mà quyến thuộc, hoặc là bám níu vào cái thân ngũ quẩn này, thì chúng ta phải tái sanh làm những cái chúng sanh ở trong cảnh giới khổ đau. Thì đó là chúng ta phải hiểu biết để chúng ta thực hành áp dụng vào ngay trong đời sống hiện tại. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy, tạo được cái sự quân tập thường xuyên, thì khi mà cái cận tử nghiệp đến thì chúng ta sẽ ra đi trong cái an bình, không có sợ hãi, không luyến ái, đi với cái hiểu biết trí tuệ thì sẽ đến những cái cảnh giới an vui tốt đẹp. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá.
Dạ thưa con thấy thời gian bây giờ là 10 giờ 24 phút rồi. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể cho chúng con vài phút để tịnh tâm bạch sư. Dạ thưa sư Thanh Tâm, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không bạch sư? Con không có thấy bàn tay của sư Thanh Tâm. Con quý vị trong đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ con nghĩ là chắc sư Thanh Tâm không có ở mặt ở trước máy rồi. Như vậy con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh, bạch sư, sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, trước khi Nguyên Như hồi hướng bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Buổi sinh hoạt đến đây cũng vừa phải lẽ và xin thay mặt chư tăng để phúc chúc đến đạo tràng và kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, kính chúc quý Phật tử khỏe mạnh an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, và một lần nữa con cũng tri ân sư đã giảng giải và trả lời câu hỏi cho đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so thân ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mẫn cha na wa ca cha phân tha vô sa ra mi ca da u pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha istara samba na puta sukhita pha wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tình cha te sam be bi dung kha sa ka rang. Tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sang tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thin sam ba bu nei ya ma tham ma ri yam ba we đệ tề y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du
ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày mai, tức là tối thứ tư và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những bài vi diệu pháp của Thầy Kinh Milanda đã giảng dạy. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.